Các bạn thấy không? Ở đây là cái động tử thần này các bạn. Đây nè. Đây, hướng đó là động tử thần đó. Nãy mình đi xuống đây là đường cục. Đi xuống đây là không thấy một ai hết chứ. Chỉ có một mình đi à. Bây giờ các bạn mình đi theo các bạn theo mình nha. Để xem khám phá bên dưới coi thế nào. Chỉ có một mình thôi. Đi thôi nào. Này cậu ấy quá. Đường này là đường đi vô động tử thần nè các bạn. Cái đường này có cái cầu nè, không biết coi cầu lên đâu. Cầu Thiên Phúc Động. Thôi cái cầu đó lên mệt lắm, đi đường này đi. Đường này đường gì? Đường cục. Sao lại đường cục? Đường tứ thăng mà. Đây. Đây là động tử thần. Không có ai ở đây. Mình xuống đây mình lên. Các bạn thấy không? Ở đây không có dáng một ai luôn. Này. Các bạn thấy không? Ở đây là cái động tử thần này các bạn. Đây nè. Đây, hướng đó là động tử thần đó. Nãy mình đi xuống đây là đường cục. Đi xuống đây là không thấy một ai hết chứ. Chỉ có một mình đi à. Bây giờ các bạn mình đi theo các bạn theo mình nha. Để xem khám phá bên dưới coi thế nào. Chỉ có một mình thôi. Đi thôi nào. Này, cậu ấy quá. Đi này. Này cái động núi các bạn, mình thấy mình chìm cái bay à. Này mình đi siêu tập bơm, siêu tập bơm. Sâu kìa. Wow. Con sâu lông màu đỏ. Mình mới thấy nuôi. À thấy không? Đây là con sâu lông màu đỏ nè. Đó. Thấy không? Mình không dám lại gần luôn. Bắn một phát thôi rồi. Con sâu này
mới thấy lần đầu luôn. Ba con cháu. Thôi chết đi. Bên này thấy không nhìn. Cái cây cổ thụ quá bự luôn. Cái cổ thụ này cũng cỡ mấy trăm năm rồi đó. Quá trời bự rồi. Mình thấy đây, thấy mệt lắm. Cái đường này rau nữa. Biết luôn. Hang tục tử thần. Đây có vẻ là hang tục tử thần. Đây này, hang tục tử thần nó làm sao? À, cái gì đó một cái đường này không ai đi chứ. Có người qua kìa. Trong đây có gì không ta? Hang cục. Trong đây thấy hả? Mà thấy không? Đây còn là đá luôn. Không? Không có gì này hả? Cục này, mình đi đó mà. Mình đi ngay nè. Này kiến không? Kiến gọi rồi, nó kiến nó cắn đó. Ôi xa, đây là những cái lá môn bự. Đường này nguy hiểm quá các bạn. Gắn đi thôi. Đó. Ừ. Có cầu thang nha. Biết đường này chỗ về đâu nữa. Xung quanh đi toàn là cây cối không à. Các bạn thấy không? Nãy giờ mình đi vòng vòng đây chỉ có mình à. Giờ mình sẽ đi vòng vòng thử cho lần đó thử sao coi em phá nặng không các bạn. Trong đây nhiều hay lại quá, mình đi thử xem thôi. Những cây cây này mục hết rồi, hầu như là đây chưa ai đi, nhưng không ai đi xuống hàng nữa rồi. Có những cái mặt đèn nét lên.
gì hết á. Nói chung ở dưới hang này á là không thấy cái gì hết trơn á, nhưng mà người ta nói là hang tử thần, nhưng mà mình đi xuống là hiện tại là không có gì dưới. Ở dưới toàn là các bạn thấy không, toàn là gác với dáng này kia đã mục đã lâu rồi, cho nên là người ta ít có đi này, không có đi xuống đây dưới này, cho nên người ta gọi là hang tử thần. Giờ mình phải đi lên. Nói chung là đi xuống đây lội những cái cầu thang này á, là rất là mệt các bạn. Các bạn thấy hay hãy cho bà một like và một subscribe để xem tiếp những clip tiếp theo nha các bạn. Giờ cảm thấy trong mình thấy mệt dữ lắm. Giờ thôi, chào các anh em nha. Bye.